Kính chào quý vị và các bạn. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong một đợt mưa nhiều. Chiều nay thì mây dông lại tiếp tục phát triển và gây mưa cho nhiều tỉnh thành. Trong đó khu vực Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng là những khu vực có mưa vừa mưa to. Dự báo là trong đêm nay, chiều cho đến tối mai thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng và dự báo là có những nơi mưa to, lượng mưa có thể là trên 100mm, có thể gây ra hiện tượng sạt lở đất ở vùng núi của Tây Nguyên và hiện tượng ngập úng cũng có thể diễn ra tại những vùng trũng thấp. Và trong cơn dông, quý vị cũng cần phải đề phòng với tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh đi kèm. Trở ra phía Bắc, khu vực từ Hà Tĩnh trở ra Bắc Bộ thì mưa dông bất chợt từ giờ cho đến ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm và có những nơi lượng mưa có thể là trên 70mm. Trong cơn dông tiềm ẩn gió giật và sấm sét đi kèm. Mưa thường là diễn ra vào chiều tối và đêm, thế còn ban ngày thì khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có những khoảng hửng nắng, vì thế mà quý vị sẽ cảm thấy khá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác sẽ đồng loạt tăng lên, phổ biến ở mức từ 32 đến 34 độ. Thậm chí thành phố Hà Giang còn có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Với Trung và Nam Trung Bộ, quý vị lưu ý là mưa dông có thể xảy ra một vài nơi như là ở Đà Nẵng, Nha Trang hay Phan Thiết. Các nơi còn lại thì trời nắng, nhiều điểm có nắng nóng với mức nhiệt là 35 đến 36 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, ngày mai có nắng, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn huyện đảo Trường Sa thì vẫn có mưa dông, cần phải đề phòng với lốc xoáy, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.